con mới ngừng lại cái con mới đọc tiếp chứ. Đọc lại coi. Đọc lại đó. Đọc lại chỗ này nè. Thì tôi bố đã tập dần. Bố nói giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm bố thức để nhìn hình thấy tôi ngủ cánh đồng của bố. Gì nữa đây, 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 đứa đọc không? Theo Nguyễn Ngọc Thuần. Nguyễn Ngọc gì? Nguyễn Ngọc Thuần. Nhưng nào dưới đây có thể thị chân ngày tôi chào đời. Ngày tôi được sinh ra, ngày tôi được bố ảnh. Ngày tôi thích, ngày bố thích để nhìn tôi ngủ. Ngày tôi sinh ra. Đọc đi con. Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời? Sao bố phải đi nhẹ chân, vì sao vậy? Trả lời rồi. Lặp lại này trả lời rồi. Bố đi nhẹ ngủ. Hả? Bố đi nhẹ chân. Với bố nhẹ chân là một việc khó khăn, nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Vậy thì sao bố phải đi nhẹ chân? Bố đi nhẹ chân làm gì? Để làm gì? Bố đi nhẹ chân để làm gì? Để cho bé ngủ. À, chị nói nghe coi. Không biết. Không biết luôn. Rồi nói cho cha biết rồi, bài này nói là điều gì? Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc. Trời. Cái bài này nói lên cái điều nguyên cái bài này nữa nè, đâu có nói một câu con, đâu có nói một câu đâu, con hiểu cái bài này, con hiểu nó nói về cái gì. Bố rất là thương em bé. Rồi à,